Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Gần đây, mọi người hay nói đến rất nhiều các cái cổ phiếu liên quan đến hưởng lợi từ việc đầu tư công cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng khi khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra rất là mạnh mẽ ở trên toàn cầu nhưng cũng như tại Việt Nam. Thì hôm nay trong cái phần 17 trên 69 clip định giá cổ phiếu, tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn về phân tích định giá cổ phiếu Hà Tiên 1. Thì đây là một trong những cái công ty xi măng lớn nhất Việt Nam. Và nó là công ty chiếm cái thị phần tới hơn 30% ở trong khu vực phía Nam ạ. Thì nội dung trình bày hôm nay của tôi gồm có 4 phần như sau. Phần thứ nhất là luận điểm đầu tư cái cổ phiếu Hà Tiên 1 này. Thứ hai là phân tích đánh giá Hà Tiên 1. Thứ ba là cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng 2020 và định giá cổ phiếu này. Và cuối cùng là kết luận và khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu Hà Tiên 1 này. Trước tiên là về luận điểm đầu tư, thì Hà Tiên 1 là một cổ phiếu giá trị. Có thể khẳng định ở đây là một cổ phiếu giá trị. Thứ nhất là Hà Tiên có cổ tức khá cao với 1.200 đồng và AZFIN dự báo có thể trả trong cuối quý 3 năm 2020. Khi đó thì với giá mua hiện tại ngày 19 tháng 8 năm 2020 này là 14.1, thì sau trả cổ tức nó sẽ là dưới 12.9 nữa, chỉ là 12.9. Thì với mức cổ tức này, nó tương đương với khoảng hơn gần 9%, rất là hấp dẫn. Thứ hai, nó định giá cổ phiếu Hà Tiên 1 là rất hấp dẫn với PE chỉ bằng 6,6 lần sau khi nhà đầu tư nhận cổ tức. Thì thực sự mà nói đây là một mức rất hấp dẫn đối với một cổ phiếu này. Không những hấp dẫn với những cái cổ phiếu xi măng khác mà nó hấp dẫn với chính nó trong quá khứ ạ. Thứ ba là Hà Tiên 1 có vị trí rất riêng. Câu chuyện về hưởng lợi từ đầu tư công như là thứ nhất, giá bán xi măng của Hà Tiên 1 đã tăng 2% từ đầu năm đến nay, tức là từ đầu năm đến hết quý 2 năm 2020 đấy ạ. Tiếp theo là sản lượng có thể tăng từ quý 4 năm 2020 khi giải ngân đầu tư công dự kiến là cuối quý 3 bắt đầu mạnh hơn. Và tiếp theo, kết quả kinh doanh 2021 dự báo sẽ tăng trưởng rất mạnh nhờ 2021 chính là cái giai đoạn bùng nổ của đầu tư công. Thì đây là ba cái yếu tố tạo lên sự hấp dẫn cho cái cổ phiếu Hà Tiên 1 này. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phân tích đánh giá Hà Tiên 1. Trước tiên đó là lợi thế cạnh tranh đối với cổ phiếu xi măng Hà Tiên 1 này. Lợi thế thứ nhất là thương hiệu của Hà Tiên 1 rất mạnh với hơn 50 năm hoạt động, khắc sâu vào tâm lý người dân Nam Bộ. Có thể nói nếu chúng ta không chú ý nhiều đến ngành xi măng thì sẽ không thấy điều này đâu ạ. Nhưng mà khi quý vị và các bạn ở lĩnh vực xây dựng chẳng hạn, hay quý vị chú ý đến cái này thì quý vị có thể thấy thương hiệu là một trong những cái khá quyết định trong việc lựa chọn cái công ty xi măng nào. Đó, và công ty này là có lịch sử rất lâu đời và nó đã khắc vào sâu vào tâm lý của người dân Nam Bộ rồi. Do đó nó có rất nhiều lợi thế trong việc bán sản phẩm. Thứ hai là Hà Tiên 1 có vị thế dẫn đầu ngành xi măng Việt Nam với 30% ở khu vực Nam Bộ và 10% thị phần cả nước. Đây là một công ty có cái thị phần xi măng rất cao. Thứ ba nữa là Hà Tiên 1 có vị trí chiến lược với hệ thống trạm nghiền và nhà máy Krenke trải dài từ Khánh Hòa đến Cà Mau, đồng thời sở hữu 5 mỏ đá vôi với trữ lượng rất lớn, thời gian khai thác còn rất dài và có thể gia hạn được. Đó, và đặc thù của ngành xi măng là chi phí vận chuyển rất cao. Thế do đó là ở khu vực phía Nam đó, thì Hà Tiên 1 ít vấp phải sự cạnh tranh lớn như ở khu vực phía Bắc. Nếu như các doanh nghiệp phía Bắc thừa nguồn cung, họ vận chuyển vào phía Nam thì họ tốn rất nhiều chi phí, thành ra sức cạnh tranh rất là yếu. Thì Hà Tiên 1 là một cái người hùng và người khổng lồ ở trong phía Nam này. Và thứ tư là công suất của Hà Tiên 1 vẫn có thể tăng trưởng khi mới hoạt động đâu đó khoảng 70-75% công suất tối đa. Như vậy, nếu đầu tư công phát triển mạnh thì Hà Tiên 1 hoàn toàn có thể tăng trưởng công suất rất tốt. Thì đây là lợi thế cạnh tranh của Hà Tiên 1. Thứ năm là tiềm lực tài chính của Hà Tiên 1 là một yếu tố cực kỳ mạnh, do nợ vay của Hà Tiên 1 đã giảm dần rất mạnh mẽ qua các năm nhờ kết quả kinh doanh tốt, công ty tạo ra tiền tốt và cuối cùng công ty vác đi trả nợ rất nhiều. Trong khi cái nhu cầu đầu tư mở rộng của Hà Tiên 1 không cần nhiều nữa. Thế do đó đây là một cái lợi thế cũng khá tốt so với những cái doanh nghiệp khác. Tiếp theo, về cái vị trí chiến lược như tôi vừa nói ở trên cái lợi thế cạnh tranh. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây là mạng lưới các nhà máy Krenke và trạm nghiền của Hà Tiên 1 đã trải dài từ Khánh Hòa, đây Nha Trang đấy ạ, đến tận Cần Thơ.
Cà Mau, vân vân. Đây có 5 trại nghiền ở các cái vị trí chiến lược ở khu vực phía Nam này. Đó, đây là về biểu đồ về mỏ đá vôi thì chủ yếu phân bổ ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, tức là khu vực này. Đó. Do đó là cái khu vực này bị dư cung rất lớn. Đúng không ạ? Dư cung rất lớn. Còn ở cái khu vực miền Nam này, cái địa bàn hoạt động Hà Tiên 1 ấy thì cung cầu rất là cân bằng, nó không bị cạnh tranh mạnh. Chính vì thế cho nên đợt vừa rồi giá bán xi măng của Hà Tiên mới có thể tăng được. Đúng không ạ? Và mỏ đá vôi ở miền Nam chỉ có ở Kiên Giang, Bình Phước và Tây Ninh thôi, không có ở nhiều nơi. Chính vì thế cho nên Hà Tiên 1 ở trong miền Nam này vô cùng thuận tiện, cực kỳ thuận tiện để cho việc hoạt động kinh doanh. Đó là một lợi thế chiến lược rất mạnh mẽ mà không phải doanh nghiệp nào cũng có. Tiếp theo, về đánh giá sức khỏe tài chính của Hà Tiên 1, thì đầu tiên là nợ vay trên vốn chủ sở hữu như tôi vừa trình bày ở trên, đó là một điểm mạnh của Hà Tiên 1 khi nó giảm rất mạnh đấy ạ. Như 2016 là lên đến một tỷ lệ 1:1, tức là 1 vốn chủ và 1 nợ. Thì đến nay, 6 tháng 2020 giảm còn có 47,02% và tiếp tục giảm rất mạnh. Thì do đó có thể đánh giá cái sức khỏe tài chính từ cái khoản nợ này vô cùng tốt. Thứ hai là cái chiếm dụng vốn của Hà Tiên 1 thì luôn ở mức cao hơn 300%. Điều này cho phép Hà Tiên 1 hoạt động với cái mức rủi ro thấp hơn. Tức là nói tóm lại là ông ấy chiếm dụng của ông khác được 3 đồng thì chỉ bị chiếm dụng lại có 1 đồng thôi. Bởi vậy cho nên cũng là một cái điểm mạnh để Hà Tiên 1 có thể trả nợ nhanh hơn, tốt hơn, thay vì phải vay nợ để đầu tư kinh doanh thì họ cũng bớt được một phần nhờ việc chiếm dụng vốn này. Và tiếp theo là Hà Tiên 1 có rất nhiều tiền thật và trả cổ tức rất cao qua các năm đấy. Chúng ta có thể thấy trả cổ tức rất cao. Và cổ tức của năm 2019 dự kiến sẽ trả trong cái quý 3 năm 2020 này. Đó. Như vậy có thể thấy rằng sức khỏe tài chính của Hà Tiên 1 rất tuyệt vời và càng ngày càng tốt hơn. Đó. Không những là giúp cho cái sức khỏe tài chính tốt mà thậm chí giúp cho cái việc giảm chi phí tài chính và có thể làm tăng lợi nhuận trong tương lai. Tiếp theo về đánh giá kết quả kinh doanh, hoạt động kinh doanh của cái công ty Hà Tiên 1 này thì chúng tôi cho rằng doanh thu thì sẽ rất ổn định. Đây ạ, chúng ta có thể nhìn thấy rất ổn định, đúng không ạ? Hơn 8.000 tỷ. Lợi nhuận thì lại phụ thuộc rất nhiều vào giá điện và đầu tư công. Bởi vì cái giá điện là rất quan trọng đối với những doanh nghiệp này. Doanh nghiệp này sử dụng rất nhiều điện, thâm dụng điện. Thứ hai là chi phí tài chính ngày càng giảm. Chúng ta có thể thấy đấy ạ, chi phí ngày càng tài chính ngày càng giảm mạnh. Đúng không ạ? Ngày càng giảm mạnh. 6 tháng 2020 còn có 106 tỷ thôi. Trong khi 2016 là 347 tỷ cho cả năm. Lợi nhuận thì có xu hướng tăng từ 2017 đến nay. 2020 thì có thể doanh thu giảm, nhưng mà do chi phí của Hà Tiên 1 tiết kiệm được tốt đó, do nó nhập được nguyên liệu rồi một số thứ từ bên Úc về, ví dụ như nhập than vân vân và một số cái. Rồi là giá xi măng tăng 2% như tôi trình bày trên. Nên tôi cho rằng lợi nhuận của Hà Tiên 1 sẽ đi ngang trong năm 2020 này, cho dù sản lượng có tiêu thụ giảm đó. Và mức ROE của công ty thì đạt ở mức tương đối trung bình, nó không phải là quá cao. Nhưng đối với một doanh nghiệp công nghiệp này thì như vậy thôi cũng rất khó được cao. Và đầu tư công từ cuối 2020 sẽ là nhân tố tác động rất mạnh đến kết quả kinh doanh của Hà Tiên 1 trong năm 2021. Cái kết quả kinh doanh này chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể vượt cái mức lợi nhuận kỷ lục năm 2016 này, tức là vượt cái mức 809 tỷ này. Do một, tiêu thụ xi măng sẽ tăng. Hai là giá bán tăng. Và thứ ba là chi phí lãi vay giảm, sẽ góp phần lợi nhuận có thể cao hơn năm 2016 này. Đó, như vậy có thể đạt mức lợi nhuận kỷ lục của cái công ty Hà Tiên 1 này. Tiếp theo về đánh giá dòng tiền của Hà Tiên 1 là tốt, hiếm có và cổ tức rất cao. Dòng tiền hoạt động kinh doanh dương lớn nhiều năm, đến từ lợi nhuận cao và khấu hao lớn. Do đặc thù của một cái công ty gọi là đầu tư cố định rất nhiều, thế do đó là cái khấu hao của nó rất lớn. Và lợi nhuận của công ty cao, do đó cái dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý vị có thể thấy để cao rất cao, thường là gấp rưỡi so với lợi nhuận. Thứ hai là dòng tiền từ đầu tư âm nhỏ do Hà Tiên cơ bản không mở rộng nữa. Và những cái âm này chẳng qua chỉ là sửa chữa linh tinh thôi, bổ sung những cái tài sản đơn giản khác thôi. Đó, trong khi công suất của Hà Tiên 1 vẫn còn 30% nữa để có thể mở rộng hoạt động. Thì đây là một điểm kỳ rất tốt trong tương lai nếu cái cầu xi măng
sẽ tăng cùng với tăng trưởng kinh tế trong chu kỳ tới. Thế thành ra Hà Tiên 1 không những chỉ hưởng lợi nhờ cái việc đầu tư công mà nó còn có thể hưởng lợi nhờ kinh chu kỳ kinh tế tới, mọi thứ sẽ tiêu thụ lớn hơn. Đó. Và thứ ba, dòng tiền từ tài chính âm. Nguyên nhân đến từ Hà Tiên 1 đã trả nợ vay và cổ tức rất lớn. Thì AZFIN kỳ vọng Hà Tiên 1 sẽ có thể trả cổ tức cao hơn từ 2021 khi nợ vay giảm còn thấp hơn nữa. Đó, thì chúng tôi cho rằng công ty này thực ra họ hoàn toàn có thể trả cổ tức được lên đến khoảng 1.800 đồng một cổ phiếu, thậm chí trong 1-2 năm nữa 2.000 đồng một cổ phiếu. Nhưng do họ còn đang bớt lại tiền để trả nợ, thì thành ra là cổ tức tạm thời có 1.200 đồng thôi. Thì chúng tôi kỳ vọng từ những năm sau sẽ tăng trưởng tốt hơn. Đó, trên đây là tôi đã đánh giá về tài chính của công ty. Sau đây thì chúng ta sẽ cập nhật kết quả kinh doanh quý 2 2020. Thì công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kết thúc 6 tháng đầu năm 2020 với kết quả kinh doanh rất khả quan, bao gồm một doanh thu 6 tháng thì tuy có giảm 13,7%, đạt có 3.970 tỷ đồng thôi. Thì do sản lượng đầu năm đạt có 3,1 triệu tấn thì giảm tới 15%. Tuy vậy, do công ty tăng giá được, thành ra lợi nhuận vẫn đảm bảo, đúng không ạ? Thì đây là cái tình hình tiêu cực chung của các doanh nghiệp sản xuất từ dịch Covid quý 2, gần như mọi ngành kinh doanh về cơ bản là bị đình trệ rất lớn. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, do hưởng lợi từ giá than giảm mạnh và giá bán cao hơn 2% so với cùng kỳ, nên lợi nhuận gộp 6 tháng 2020 tăng hơn 2%, đạt 715 tỷ đồng. Tương tự, biên lợi nhuận gộp cũng tăng lên 18% so với mức 15% của 6 tháng năm 2019. Lợi nhuận ròng của công ty đạt 313 tỷ đồng, về cơ bản bằng năm ngoái, và biên lợi nhuận ròng đạt 7,9%, cao hơn năm ngoái rất là nhiều, cùng kỳ năm ngoái. Trong đại đồng cổ đông 2020 vừa rồi, Hà Tiên 1 đã có kế hoạch trả cổ tức 1.200 đồng tiền mặt năm 2019 cho cổ đông. Đây là trả cổ tức cho 2019, nhưng mà họ thường trả sau một năm, 2020 họ mới trả. Thì ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất bằng việc đầu tư thêm một dây chuyền cho nhà máy Kiên Lương nhằm đáp ứng cái tiêu thụ tăng trong vài năm tới. Từ đầu tư công cũng như là cái việc kinh tế sẽ hồi phục trở lại sau cái dịch Covid này, thì khi đó cái kết quả kinh doanh của công ty sẽ tích cực hơn, hiệu quả hơn, và như chúng tôi dự báo nó có thể cao hơn so với mức kỷ lục năm 2016. Thì tiếp theo thì chúng tôi sẽ dự báo kết quả kinh doanh của Hà Tiên 1 và các năm tiếp theo. Thì doanh thu năm 2020 chúng tôi dự kiến là giảm khoảng 13%. Nguyên nhân đến từ Covid-19 làm lĩnh vực xây dựng và bất động sản suy giảm mạnh. Hồ Chí Minh dừng mọi dự án mới, sản lượng có thể giảm 15%, trong khi đó giá bán tăng 2%. Lợi nhuận 2020 có thể duy trì tương đương với năm 2019 do một sản lượng giảm thì 15%, nhưng mà giá vốn giảm 3% và giá bán tăng 2,2%. Chi phí tài chính giảm khoảng 20%, 4 là chi phí quản lý và bán hàng tăng 5%. EPS thì tương ứng với 1.940 đồng trên một cổ phiếu. Cổ tức ở mức 1.200 đến 1.400 đồng trên một cổ phiếu. Dự báo 2021 thì doanh thu có thể đạt kỷ lục 9.300 tỷ đồng nhờ một đầu tư công mạnh mẽ, đặc biệt tại phía Nam, góp phần thúc đẩy xây dựng dân dụng. Ví dụ phía Nam có khu vực sân bay Long Thành và các cái tuyến cao tốc ở quanh đó rất là mạnh. Thứ hai là giá bán thì sẽ đi ngang. Chúng tôi chỉ giả định đi ngang thôi, không giả định bị tăng. Thứ ba là sản lượng tiêu thụ tăng từ 15 đến 20% so với 2020. Thứ tư là chi phí tài chính giảm tiếp tục 20% do cái việc Hà Tiên 1 tiếp tục trả bớt lãi vay. Và lợi nhuận sau thuế của Hà Tiên 1 có thể tăng 20% lên 880 tỷ. EPS thì có thể đạt 2.300 đồng và cổ tức có thể đạt 1.400 đồng. Thì đây là một cái công ty có cái kết quả kinh doanh rất khả quan. Chúng tôi dự báo rất khả quan cho 2021. Tiếp theo, về định giá cổ phiếu Hà Tiên 1, thì Hà Tiên 1 vẫn còn có thể tăng trưởng tối đa khoảng 30-40% công suất. Do đó, trong chu kỳ mới còn khả năng tăng trưởng tốt. Thứ hai là chất lượng tài sản tốt và đơn giản, đặc biệt nợ vay giảm mạnh, làm giảm chi phí tài chính và tăng cổ tức trong tương lai. Thứ ba là cổ tức dự kiến tối thiểu 1.200 đồng và thậm chí có thể tăng lên 2.000 như tôi đã nói trước trong tương lai. Do đó, tôi áp dụng cái phương pháp phù hợp nhất là PE với tầm nhìn 3-5 năm, bên cạnh đó là áp dụng thêm phương pháp chiết khấu cổ tức do doanh nghiệp này trả cổ tức rất tốt. Thì với phương pháp PE thì giá cổ phiếu của Hà Tiên 1 xứng đáng với mức 18.400 đồng trên một cổ phiếu. Còn với phương pháp chiết khấu cổ tức thì Hà Tiên 1 xứng đáng với 17.170 đồng trên một cổ phiếu.
Thì sau đây là tôi sẽ đưa ra cái kết luận khuyến nghị cụ thể về cổ phiếu Hà Tiên 1 này. Thì trước tiên, Hà Tiên là một cổ phiếu có cơ bản vững chắc và đặc biệt có câu chuyện đầu cư công dẫn dắt cũng như những cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Rủi ro của Hà Tiên 1 tương đối là thấp do cái khu vực phía Nam đó về cơ bản là cái cạnh tranh nó không quá lớn. Và Hà Tiên 1 rất phù hợp cho cả đầu tư ngắn, trung hạn và thậm chí dài hạn với giá hiện nay, tức là giá 14.100 đồng đấy ạ. Thậm chí với giá 15.000 cũng có thể đầu tư rất hấp dẫn trong tương lai. Và giá hiện nay là một cái cơ hội chúng ta mua có thể tăng từ 28-38% so với giá thị trường này. Thì trên đây này tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về định giá cổ phiếu Hà Tiên 1. Thì chúc quý vị và các bạn thu được những cái kiến thức hữu ích từ kênh của AZFIN chúng tôi. Và quý vị và các bạn muốn tham gia sâu hơn với AZFIN thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0966 249 888 để có thể tham gia cái group VIP về phân tích đầu tư cơ bản một cách bài bản và dài hạn, chứ không phải là những cái group mang tính chất đánh đấm hay là phím hàng lung tung ạ. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip thứ 18.